chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì cũng như thường lệ á, đúng ra là tối ngày hôm nay Bảo sẽ làm trực tiếp để mà sell những sản phẩm máy mới cho quý anh chị mình xem hàng loạt luôn. Nhưng chương trình tối ngày hôm nay thì nó thơm quá anh chị ạ, thơm như mít luôn. Đó, lúc mà anh chị mua thì tối ngày hôm nay Bù Lâm Akuya lại có chương trình nó sell khủng khiếp vô cùng luôn. Trời ơi, anh chị mua một con máy Bù Lâm với cục pin này 15 sale tối ngày hôm nay 1.350.000. Đó, nhưng mà được tặng luôn con máy mài thương hiệu Masaki nha. Hàng chính hãng, bảo hành toàn bộ cho anh chị là 6 tháng. Thì Bảo thấy chương trình này nó hấp dẫn quá nên là Bảo tranh thủ Bảo làm luôn. Với tổng sản phẩm tối ngày hôm nay là Bù Lông Akuya chính hãng nha, bảo hành toàn bộ pin sạc máy cũng như là máy mài, bảo hành 6 tháng mà tối hôm nay có 1.350.000. Thì anh chị thấy không, Bảo luôn luôn là nhắc anh chị mình đăng ký chương trình vào dịp cuối năm này, công ty người ta đẩy hàng ra này, hàng chất lượng tốt nhưng mà giá nó bèo khủng khiếp luôn. Có 1.350.000 mà tặng luôn con máy mài trị giá gần 400 mấy 500 nghìn. Thì anh chị thấy một con máy Bù Lâm này nó đâu có nhiều tiền đâu. Đó, thì Bảo sẽ giới thiệu lúc mà anh chị mua thì giá nó quá tốt đi thì anh chị tranh thủ mình mua 50 con nha. Ngày trước Bảo đã làm một sản phẩm kia, công ty cũng chơi quá lớn, nhưng mà tối ngày hôm nay máy thì pin 15 sale, một cục 10 sale, chơi còn ác hơn thông thường luôn. Đó, lúc anh chị mua thì Bảo giới thiệu bên trong với mức giá 1.350 nó sẽ bao gồm những gì nha. Vô em. Đó, lúc mà anh chị mua thì bên trong thùng nó mới là nó như nguyên này luôn. Đó, anh chị thấy à, hộp Akuya nó làm đẹp vô cùng luôn. Hộp này, đó, thương hiệu Akuya chính hãng này. Đó, nhựa cao cấp cực kỳ. Anh chị có thể bỏ túc vít này, đó, ốc vít bên ngoài làm. Với một con Bù Lâm Akuya đa năng chính hãng như thế này á thì dòng pin nó cao anh chị à. Một cục pin đâu rồi, con này sao nó ra 10 sale rồi, công ty bỏ nhầm cho Bảo rồi trời ơi. Đó, lúc mà anh chị mua thì nó sẽ có là một cục 15, một cục 10 nha, một cục 15 hàng chính hãng Akuya. Đó, nhưng mà công ty Akuya này Bảo bán laser quá trời nhiều nên là anh chị biết đến chất lượng này cũng như là sản phẩm này đưa đến cho tới tay nhiều anh chị xài ok cực kỳ. Rồi lúc anh chị mua thì con máy này á là chân pin, là chân pin phổ thông, đi kèm là hai cục pin, một cục 10 cell, một cục 15 cell, một đầu điếu này và một sạc đế nha. Mà anh chị thấy bên trong nó làm đẹp quá trời luôn, quá trời. Đó, có xốp mút đầy đủ, không như những con hàng nhái đâu. Thì anh chị mua thì đương nhiên nó sẽ kém chất lượng hơn con này. Rồi, anh chị mua là Akuya này lực siết bao nhiêu đây? Cái này á thì mình có thể lấy ra lấy vào được nha. Rồi lúc mà anh chị mua con máy này, thương hiệu là Akuya này, con này là xài pin á là từ 18V đến 21V, lực siết của nó là cao tối đa là 350 N. Vòng tua thì anh chị có thể chỉnh từ 0 đến là 1550 vòng. Đó, nhà máy thì nằm tại China, nhưng mà thương hiệu Akuya thì anh chị cứ gõ lên website rất là lớn luôn. Đó, mình điều tốc được nha, chỉnh lực yếu này, lực mạnh, nhưng mà con máy này rất là khỏe. Anh chị đã từng xài một số con nó tương tự như thế này thì độ bền cực kỳ cao nha. Đó, lực 350 N, thiết kế rất là đẹp nha. Anh chị nhìn này, thiết kế cực kỳ là đẹp của mẫu Akuya. Bên dưới nó sẽ có báo pin này, mà cục pin này quý anh chị à, một cục 15 cell thì anh chị mua cũng 600.000 rồi, nhưng mà kèm theo một cục 10 cell có 1.350.000 thôi, nguyên một bộ, tặng luôn con máy mài. Và lúc anh chị được tặng con máy mài Masaki này á, là có công ty nhập khẩu hàng hoi nha, không phải hàng nhái nha. Đó, công ty Trường Thịnh Phát nhập khẩu độc quyền phân phối, đi kèm là nó sẽ có tay cầm, khóa mở và gác te. Đó, anh chị thấy chương trình nó tốt quá, nó thơm quá thì Bảo giới thiệu anh chị mình luôn, cho anh chị mình mua xài cuối năm cũng như là làm công trình dịp cuối năm cho nó kịp tiến độ nha. Lúc mà anh chị mua con Bù Lâm Akuya với lực siết của nó, motor brushless 350 N, nó có thể xài đa năng nha. Đó, lúc mà Bảo sẽ giới thiệu những công việc anh chị xài nha. Rồi, anh chị mua về á thì cái đầu này nó rất là đặc biệt nè. Quay lại đây em. Đó, cái đầu này á là nó là đầu 1/2,
mà anh chị nhìn thấy cái vòng bên trong không? Đó, lúc mà anh chị đẩy vào á là nó không làm rớt đầu, cái đầu này rất là hay. Đó, mình rút ra, đầu bắn vít cũng vậy. Đó, mình đẩy vào bên trong nó không rớt máy nha. Đó, anh chị nhìn này, cho nó chắc chắn vào, thiết kế đẹp quá trời luôn. Mình có thể làm công việc đa năng. Khoang tường là anh chị xài giúp bảo mũi lục giác, mua về một cái bắn tôn, thay đầu vít bắn tôn và đầu bu lông thì nó dễ quá trời rồi. Mình chỉ cần ráp đầu bu lông gài vào là xong nha. Rất là nhẹ nhàng. Với một con máy như thế này thì anh chị chưa bao giờ thấy mà chương trình nó tốt cỡ này mà công ty Akuya dịp cuối này, cuối năm chứ, cuối năm này nó làm bảo thấy khoái quá, thơm quá thì bảo giới thiệu anh chị trong dịp này nha. Rồi, với 50 sản phẩm bu lông Akuya, đặc biệt là pin lớn này 15 cell và một cục 15 cell, chân pin phổ thông, motor brushless thì nó quá tuyệt vời. Thùng đựng đẹp nha, thùng đựng rất là đẹp nè. Đó, nhựa cao cấp, nhựa dẻo, không như những con máy Trung Quốc hàng nhái, dừa nó kém chất lượng quá thì anh chị làm nó dễ bể hơn. Tặng kèm theo con máy mài gần 500.000 thì anh chị thấy con máy này nó quá rẻ đi so với thị trường bây giờ. Rồi, 50 sản phẩm thì anh chị nào có nhu cầu mình có thể là đặt mua luôn cả hết nha, không có nhiều. Đó, chương trình nó cuối năm thì anh chị thấy á, cực kỳ nhiều chương trình, bảo làm không hết chương trình khuyến mại của những công ty đưa đến cho bảo, thì anh chị có thể là đăng ký kênh ngay để xem hàng ngày lúc mà anh chị cần một món hàng gì đó, bù lông, máy khoan, máy mài, có thể là đặt hàng luôn cả hết. Sang năm thì không bao giờ có chương trình, nhưng mà cuối năm thì công ty chạy chương trình rất là dữ nha. Rồi, xem xong chương trình thì cho bảo xin anh chị một like và một đăng ký kênh, nhớ bấm chuông nhận những chương trình tiếp theo. Rồi, bảo cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian đến mua máy cửa hàng cũng như là đặt hàng qua mạng nha. Rồi, bảo xin chào và cảm ơn anh chị rất là nhiều.